Namaste. Chào mừng các bạn đã trở lại với bài tập của Hằng Nga. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập yoga dành cho người mới bắt đầu. Bài tập gọn vòng 2, căng tròn vòng 3. Nếu bạn muốn rằng ngày nào cũng nhận được các video bài tập của Nga, hãy bấm đăng ký kênh trên kênh YouTube nhé. Bấm nút hình quả chuông màu đỏ bên dưới video. Và đừng quên theo dõi trang fanpage của Nga, Tràng Nguyễn Hằng Nga Yoga. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Mình trở lại bài tập nhé. Trở về trong tư thế anh hùng ngồi, mông ngồi lên gác chân. Nếu bạn cảm thấy đầu gối của mình căng, chúng ta sẽ sử dụng bên cạnh hỗ trợ, mình sẽ đặt xuống dưới mông nhé. Đó, và cuộn vai lại, đẩy ngược ra phía trước, thẳng lưng. Hai tay chúng ta đặt trên đùi, lòng bàn tay ngửa, tập trung vào hơi thở. Hãy từ từ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, tròn căng bụng lên, từ từ thở ra, xẹp sát bụng lại, rút sâu rốn vào bên trong, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Rồi bây giờ mời chúng ta hãy từ từ mở mắt ra. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động. Hít vào, thở ra, nghiêng đầu qua trái. Hít vào, về giữa, thở ra, sang phải. Nào hãy thả lỏng đôi bờ vai của mình ra nhé. Hít vào, về giữa, thở ra, sang trái. Hít vào, về giữa, thở ra, sang phải. Hít vào, về giữa, thở ra, sang trái. Chúng ta giữ ở đây nào. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, về giữa, thở ra, thổi về sang phải. 1 2 3 4 5. Hít vào, thở ra. Hít vào, hai tay chúng ta sang sang ngang. Rồi hãy từ từ vung tay mở về sau, mở vai nhẹ nhàng nào. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, thở ra đảo chiều nào. 1 2 3 4 5. Hít vào, mình thở ra, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. Hít vào, thở ra, vặn người sang bên trái, vặn người sang trái nhá. Nào đẩy ngược lên thẳng lưng. Hít vào, về giữa, thở ra đổi bên sang phải, đẩy ngược lên nào. Rồi hít vào, về giữa, thở ra sang trái. Hít vào, về giữa, thở ra sang phải. Hít vào, về giữa, thở ra sang trái. Rồi chúng ta giữ ở đây nào. Đẩy ngược lên. Đúng rồi. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, về giữa, thở ra sang phải. Mình giữ đây nào. 1 2 3 4 5. Hít vào, về giữa, thở ra. Buông tay mình xuống nhẹ đôi tay. Rồi bây giờ mời chúng ta hãy chống tay về đầu thẳng trong tư thế con bò con mèo. Cánh tay và đùi chống vuông thẳng khớp với thảm. Hít vào, đẩy ngực, nhấc cao vai. Con bò, thở ra cuộn gù lưng lại, mắt nhìn xuống dưới. Con mèo, lặng lẽ nào. Hít vào, đẩy ngực, nhấc cao vai. Con bò, thở ra gù lưng lại, mắt nhìn xuống dưới. Con mèo, hít vào, đẩy ngực, nhấc cao vai.
5 4 3 2 và 1. Thở ra hết cuộn, hồ được là mắt nhìn xuống giống giữ ở đây. 1 2 3 4 5. Hít vào, mình thở ra, dựng gót bàn chân chúng ta lên. Hít vào, đạp cong chân phải ra phía sau. Nào bạn hãy hiểu ý nhé. Hai cái hông của chúng ta để ngang nhau, hai hông ngang nhau. Rồi bạn hãy quan sát nào. Hít vào, bạn siết cơ bụng, siết cơ mông của mình lại, thở ra đá chân lên trên. Rồi xuống. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Hãy nhớ là luôn siết cơ đùi, cơ mông và cơ bụng. Hít vào, lá lên, thở ra. Hai, hít lên, thở ra. Cố gắng siết nào, siết cơ lại. Ba, hít lên, thở ra. Bốn, hít lên, thở ra. Năm, hít lên, thở ra. Rồi từ đây tiếp tục siết theo cơ bụng. Bạn vươn tay trái về phía trước, cánh tay song song với sàn, nghiêng cạnh bàn tay ngón cái hướng lên trần. Tiếp tục giữ 5 4, siết cơ bụng lại, giữ thang bàn đứng đò. 3, mắt nhìn phía trước. 2 3 1, hít vào, chống tay, hạ chân, nghiêng thở ra. 8, đổi bên nào, siết cơ bụng, siết cơ đùi. Hít vào nào, căng chân trái ra phía sau, thở ra. Chúng ta sẽ quan sát bắt đầu lặp lại. Hít vào, đá chân lên trên, thở ra xuống. 2, hít lên, xuống. 3, hít lên, xuống. Siết cơ mông nào. 4, hít lên, xuống. Siết cơ mông. 5, hít lên. Rồi chúng ta giữ đây nào. Rồi tiếp tục vươn thẳng cánh tay phải ra phía trước, cố gắng siết nhiều cơ bụng, giữ thăng bằng, nghiêng cạnh bàn tay ngón cái hướng lên trần. Ta giữ 5, rồi hỏa lắm, siết cơ bụng. 4 3 2 và 1, hít vào, ngồi trần, hạ tay, nghiêng thở ra. Hít thở sâu, hít vào, nghiêng thở ra. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát trước nhé. Cánh tay và đùi của mình vẫn chống vùng hóc với thảm. Nào, hít vào, bạn nén thở, nhấc cẳng chân trái của mình lên. Hãy dựng hóc chân lên nhé, dựng hai vùng hóc chân lên. Siết cơ đùi lại, đưa sang về phía bên sàn nằm bên trái. Rồi hạ xuống, mình mới thở ra. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Hít vào, siết cơ đùi, siết cơ bụng, nâng lên. Rồi hạ xuống, thở ra. Hai, hít lên, hạ xuống, thở dài. Cố gắng cái hông của mình không lệch nhiều nhé. Ba, hít lên, thở dài. Bốn, hít lên, siết cơ bụng, siết cơ bụng, thở dài. Năm, hít lên. Rồi chúng ta giữ đây, cố gắng nào. 5 4, siết cơ mông vào, cảm nhận vùng cơ mông nào. 3 2 3 1, hít vào, hạ xuống, mình thở ra. Nào, hãy chuẩn bị chúng ta đổi bên nào. Hít vào, siết cơ bụng, siết cơ mông, siết cơ đùi, nén thở, nâng cẳng chân phải lên. Rồi mình hạ xuống mới thở ra. 2, hít lên. Nào, hãy chú ý nào, cẳng chân của mình vuông góc mới thả xuống, thở ra. 3, hít lên, xuống, thở ra. 4, hít lên, hãy cảm nhận vùng cơ mông, xuống, thở ra. 5, hít lên nào, siết cơ vào, chúng ta giữ. 5 4, cảm nhận cơ mông nào. 3, đúng rồi. 2, siết theo cơ bụng vào. 1, hít vào, hạ xuống, mình thở ra. Hít thở sâu, hít vào, mình thở ra. Hít vào, từ
từ đẩy hông lên cao tròn dưới mình, bước dài lưng, kéo ra hai cột sống, ưu tiên lưng thẳng lại. Các bạn đang chúng mình hãy ưu tiên cho lưng thẳng hơi chổng hai cổ lại. Nếu còn khả năng chúng ta phải tiếp tục đẩy thẳng chân ra. Giữ ở đây hít thở sâu nào, hít vào, mình thở ra. Hít vào, đá chân phải lên trời. Thở ra, bước sát gần cổ tay phải. Trường tấn nào, bạn hãy kiễng cẳng chân trái phía sau của mình lên vuông góc với thảm, cẳng chân phải phía trước cũng vuông góc với thảm. Nào, mắt nhìn thẳng phía trước, bước dài lưng kéo dài cột sống, ta giữ trường tấn. Tiếp tục nào, bạn hãy siết cơ bụng lại, chia đều trọng lượng cho hai chân. Hít vào, vươn hai tay lên chiến binh, vươn hai tay ra sau đẩy ngược ra phía trước. Chiến binh, thở ra. Nào bạn hãy chỉnh nhá, hãy nhớ là bàn chân trái phía sau chúng ta kiễng lên một góc với thảm. Rồi hít vào, hai tay đặt lại phía sau lưng, thở ra. Hai tay mình áp cái lòng bàn tay vào nhau, đẩy ngực ra phía trước, mở vai ra sau. Nào bây giờ các bạn chúng ta hãy chú ý quan sát nhé. Nào hít vào, trùng gối hạ thấp trọng tâm xuống, đẩy người lên. Rồi chúng ta mới thở ra. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Hít vào, nén thở, hạ xuống, đẩy lên, thở ra. Hai, hít vào xuống. Nào hãy siết chặt cơ bụng, cơ đùi lại, đẩy lên, thở ra. Ba, hít vào xuống, lên, thở ra. Cố lên nào, hãy siết cơ bụng lại cho chúng ta một vòng eo thon gọn. Ba, hít vào xuống, lên, thở ra. Bốn, hít xuống, lên, thở ra. Năm, hít xuống, rồi lên, thở ra. Rất là giỏi, hít vào, buông hai tay, chống về đầu thẳng, thở ra. Bước lùi chân phải về sau chó duỗi mình, bước dài lưng kéo dài cột sống nào. Hít vào, mình thở ra. Hít vào, đá chân trái lên trời, thở ra. Bước sát gần cổ tay trái, trường tấn đổi lên nào. Và để chỉnh bàn chân phải phía sau kiễng lên vuông góc với thảm, cẳng chân trái phía trước cũng vuông góc với thảm. Hai tay chống ngang bàn chân trái, bước dài lưng nặng, kéo dài cột sống của mình ra nào. Giữ ở trong trường tấn nhá. Rồi bây giờ chúng ta hãy siết cơ bụng, siết cơ đùi lại, chia đều trọng lượng cho hai chân. Hít vào, vươn hai tay lên chiến binh, vươn về sau, hai tay đẩy ngược ra phía trước. Siết cơ bụng lại, chia trọng lượng cho hai chân. Dài. Tiếp tục nào, hít vào, vươn hai tay ra phía sau, đan lại sau lưng, áp chặt lòng bàn tay của nhau vào, đẩy ngược ra phía trước. Nào chúng ta bắt đầu đọc lại. Hít vào, hạ thấp trọng tâm xuống, nâng lên, thở ra. Nào hãy nhớ làm siết cơ bụng lại, chúng ta mới giữ được thăng bằng nhé. Hai, hít vào xuống, lên, thở ra. Ba, hít xuống, lên, thở ra. Ngoài lá bốn, hít xuống, lên, thở ra. Năm, hít xuống, lên, thở ra. Hít vào, vươn hai tay, buông tay, chống về đầu thẳng, bước lùi chân trái về sau, chó dưới mình, bước dài lưng kéo dài cột sống nào. Hít vào, mình thở ra. Hít vào, hạ hai gối xuống thảm, thở ra, hai chân bắt chéo nhau ở cổ chân. Rồi chúng ta ngồi xuống thảm trong tư thế chiếc bàn. Nào bạn hãy chú ý nào, hai bàn chân của chúng ta dưới khuỷu chân tạo thành một góc vuông, hai bàn chân song song và mở rộng bằng hông, hai tay chống ngược ra phía sau,
cách mông tổng một găng tay. Nào, bạn hãy nhớ là hít vào nâng ngực, đẩy ngực của mình lên nhé. Đẩy ngực của mình lên, không sụt vai xuống. Rồi, nén thở, chúng ta nâng lên chiếc bàn, quan sát trước nào. Đúng rồi, sau đó hạ xuống rồi chúng ta mới thở ra. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Động tác này chúng ta sẽ lặp lại nhiều lần nào. Hít vào, nén thở, đẩy ngực, nâng ngực lên đã. Rồi nâng lên chiếc bàn. Hãy nhớ là hai bàn chân của chúng ta song song và rộng bằng hông nhé. Rồi hạ xuống, mình mới thở ra. Hai, hít vào, đẩy ngực lên, nén thở lên chiếc bàn. Rồi hạ xuống, thở ra. Ba, hít lên nào, chiếc bàn. Rồi hạ xuống, thở ra. Bốn, hít lên chiếc bàn. Hạ xuống, thở ra. Năm, hít vào, đẩy ngực lên nào. Nhớ luôn luôn đẩy ngực trước, lên chiếc bàn. Hạ xuống, thở ra. Sáu, hít vào, nén thở, đẩy ngực lên cao đã nào. Lên chiếc bàn. Rồi chúng ta giữ ở đây nhá. Năm, bốn, ba, hai, và nâng cao hơn nào. Rồi giỏi lắm. Một, hít vào, hạ xuống, mình thở ra, duỗi thẳng chân, duỗi tay và duỗi chân lại. Hít vào, vươn hai tay lên, bước dài người về phía trước, bước dài lưng kéo dài một sống ra, đẩy ngực thẳng lưng đã. Nếu bạn thấy căng của chúng ta chưa với tay được lên cái ngón chân của mình, bàn chân của mình, và chúng ta sẽ sử dụng sợi dây tập. Bạn sẽ vòng sợi dây qua lòng bàn chân của mình, đẩy ngực lên, giữ vào lưng bạn thẳng đã. Đó, sợi dây tập sẽ giúp cho các bạn luôn luôn giữ cho lưng mình thẳng, và trong khi cuối của chúng ta vẫn căng, bài tập của chúng ta sẽ hiệu quả hơn là đẩy ngực lên, nâng ngực này của mình lên. Đó, rồi chúng ta mới gập xuống nhé. Hãy nhớ là luôn luôn lựa chọn cho mình một mức độ luyện tập phù hợp nhé. Luôn thẳng lưng lên nhé. Nào, đúng rồi, thẳng lưng lên nào, giữ nào. Năm, bốn, ba, hai, ba, một. Đúng rồi, rồi lắm. Hít vào, nâng người lên, nín thở ra. Tiếp tục vặn người, hít vào, co cẳng chân trái của bạn lại, giữ gót bàn chân phải lên, tay phải nắm lấy gót chân trái, đạp căng cẳng chân trái, vươn tay trái ra phía sau, mắt nhìn theo cánh tay, nghiêng cạnh bàn tay trái, ngón tay hướng lên chặt, đẩy ngực thẳng lên dưới, thẳng lên trên, giữ nào. Năm, bốn, ba, hai, ba, một, hít vào, bạn người về phía trước, thở ra, tạo buồn tay hai chân, đổi bên, hít vào, co chân phải lại, tay trái nắm lấy gót chân phải từ phía ngoài, đẩy ngực thẳng lên dựng gót chân trái, thở ra, vươn tay phải về phía sau, nghiêng cạnh bàn tay, ngón cái hướng lên chân. Bạn cười, ta giữ ở đây. Năm, bốn, ba, hai, ba, một, đi ba, buồn tay, hạ chân, mình thở ra. Khi thở sâu, hít vào, mình thở ra, dũng nhẹ đầu chân. Rồi từ đây, mời chúng ta xoay người sang ngồi khoanh chân. Hai tay chúng ta chắp lại trước ngực. Hãy từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thư giãn tâm trí, tập trung vào hơi thở, đẩy ngực lên, giữ
duỗi lưng thẳng. Hít vào thật sâu, tròn căng bụng lên. Thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Hít vào tròn căng bụng lên. Thở ra xẹp sát bụng lại. Hít vào nín, thở ra. Rồi mời các bạn chúng ta hãy từ từ mở mắt ra. Bài tập của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Nếu bạn thấy bài tập này hữu ích, đừng quên hãy bấm like và chia sẻ nó cho những người bạn xung quanh của mình. Chúng ta cùng luyện tập nhé. Và để các bạn có thể dễ dàng kết nối hơn với Hằng Nga thì Hằng Nga đã có lập một cái nhóm Zalo và nhóm Facebook để chúng ta sẽ tiện trao đổi hơn trong quá trình luyện tập. Thì bạn hãy bấm vào cái đường link ở phía bên dưới cái bài tập này nhé. Bấm vào cái đường link ở phía dưới bài tập trong cái nhóm Zalo và nhóm Facebook để chúng ta có thể cùng kết nối và luyện tập, giúp các bạn luyện tập hiệu quả tốt hơn. Hằng Nga xin chào. Namaste.